Chỉ bằng chiếc xe đạp và nguồn lương thực có được từ những người hảo tâm gặp trên đường, Alves Muniz đã chinh phục được một chặng đường lên đến hơn 20.000 km nhằm mục đích quyên tiền để bảo vệ môi trường. Cuộc hành trình bắt đầu từ Chile và sẽ kết thúc ở đỉnh núi cao nhất châu Phi, núi Kilimanjaro, nơi anh Muniz sinh ra và lớn lên. Ý tưởng quyên tiền nhằm lập ra một khu vực bảo tồn bền vững cho thắng cảnh quê hương đến với Muniz khi anh còn là một hướng dẫn viên du lịch tại khu vực núi băng Kilimanjaro và ngày ngày phải chứng kiến sự suy thoái nghiêm trọng tại đây, nơi thường xuyên xảy ra nạn phá rừng hay hiện tượng tan băng do nhiệt độ trái đất ấm lên. Tôi muốn chứng minh rằng tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể góp phần thay đổi thế giới. Chúng ta đang đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu và để nhìn thấy sự thay đổi, điều này phải xuất phát từ mỗi cá nhân. Trong vòng 2 năm qua, Muniz đã rong ruổi qua 47 quốc gia trên thế giới và quãng đường mà anh phải vượt qua vẫn còn khoảng 8.000 km. Hiện tại số tiền quyên góp được mới chỉ dừng lại ở 13.000 đô la Mỹ. Dù vậy, người đàn ông này hy vọng mục tiêu quyên góp 100.000 đô la Mỹ của anh sẽ sớm trở thành hiện thực.